Ok cả nhà, thì bây giờ mình cùng bác trưởng thôn và tất cả các em trong đội nông nghiệp sẽ tiến hành cắt đầu bắp, thu hoạch đầu bắp cả nhà. Cái này mình kinh nghiệm đang còn kém lắm, nên là mình sẽ nhường cái kéo này để cho các em có kinh nghiệm hơn cắt cả nhà. Mình quả đầu bắp ra hay non mình chứ có kinh nghiệm lắm nhé. Những quả này chắc ok. Estamos bom, nếp bầy. Já tá duro. Nên là sẽ có các bác không, mọi người sẽ có kinh nghiệm thì sẽ hái những quả đang non cả nhà để ngày mai ra chờ bán. Bán đi đi. Vậy, vamos começar, né? Cuidado já, não traga já, devagar, mas tira bem já. Sẽ thu hoạch thôi, những cái quả mà nó gọi là nó ra rồi thì sẽ để rộng cả nhá. Mình tại vì sao là bấy lâu nay là chưa lần nào thu hoạch cả, mình đang muốn để rộng, mình đang muốn để rộng nên là những cái quả đã ra trước á, thì sẽ để dành, cất làm để rộng cho vụ tới đấy cả nhá. Hiện tại bây giờ trời chuẩn bị mưa rồi nên là cố gắng làm sao để cho nhanh nhất có thể. Mấy mùi tuổi á, tên mấy một tên kia bốn mùi tuổi. À, cuidado com a faca, já. Trời thì đang hiện tượng mưa. Còn ở đấy thì đang thu hoạch đầu bắp. Thế cả nhà này. Ui, está bom, Antonio. Mình thử thu hoạch một quả mà nó dài lắm, cái cụ nó dài. Này. Này. Đầu bắp này, ngon này. Tôi về luộc mấy quả mà ăn thử xem thế nào. Esse já tá duro, né? Một cái ít nhất là hai quả cả nhá. Nhiều thì có thể hai ba quả, nhưng mà ít thì một quả. Nhiều thì có thể hai ba quả. Như này là bán được đấy. Assim tá bom, né, pai? Assim. Assim, não, esse. Ah, esse aí tá bom. Esse aí tá bom. Ok. Tá mole. Esse não tá duro? Não, não tá. Não tá. Ok. Esse aí tá bom. Kinh nghiệm trong thu hoạch đầu bắp thì thực tế mình chưa có cả nhá, nên là mình để cho bác và mọi người thu hoạch thôi. Nhớ đâu ấy, cắt quả nó hơi già đây thì nó lãng phí. Ngày hôm nay thì buổi sáng đâu, từ sáng tới chiều thì ở đằng kia cả nhá đang vun đầu, vun bón phân đạm, bón đạm cho vun đầu. Còn buổi chiều thì thu hoạch đầu bắp. Và pai ese parece agora pode meter amônio, né? Ou adubo, pai? Esse é adubo ou amônio? Adubo. Então, sau lần thu hoạch này sẽ tiến hành bón NPK cả nhá. Bón phân tổng hợp NPK để cho cây phát triển. Tá bom aí? Tá bom mesmo. Tá bom, tá bom. Đây, các em có kinh nghiệm thì các em cái này thì mình thực tế mình phải công thừa nhận là mình chưa có kinh nghiệm cả nhá. Đấy, nên là các em này thu hoạch thì đang bẻ được, đang mềm lắm, đang non. Đấy. Cái đầu bắp này thì ra chờ thì cũng nhanh lắm. Đấy, không biết thì ngày mai đây là cho để bác trưởng thôn cùng các em ra chờ thôi. Mình ra chờ thì thường thường là hay bị hẻm giá để cho bác đi một có thể là em mặt tiền lối cùng em xin máu hoặc là bác trưởng thôn để đi dạo một vòng xem ấy, giá cả thế nào, hỏi giá một sọt như vậy bao nhiêu tiền đấy, thì sau đó thì sẽ bán cả nhá, không là đem được tiếp ra rồi ở bên này các chị thương lại hèm lắm, hèm giá lắm. Dade muito pequeno aí, Dade. Tá muito pequeno, espera. Depois dois dias pode receber mais. Esse é rápido.
hy vọng được một sọt thì đẹp. Ngày mai có bạn rồi, có thành quả nữa rồi cả nhà. Tira bem, né? Esse dois é assim, né? Esse tá bom? Aquele já duro? Não encontra. Cuidado, não vai traga. Agora vê esse. Esse tá bom, mas esse não sei, já tá duro, não. Dá ou não dá? Dá. Devagar. Nó về traga no planta. Phải luôn dặn các em cẩn thận thôi, chậm một chút nước nhưng mà kẻo làm ảnh hưởng đến cây. Thì đang còn nhiều lần thu hoạch nữa. Vườn đầu bắp này sẽ có nhiều lần thu hoạch nữa. Lần đầu tiên thu hoạch đầu bắp cả nhà. Kia bù. Esse limpa tomago. Ah, é? Esse, cái này thì đầu bắp thì ở bên này người dân nói là cái này rất tốt cho ấy cả nhá, cho phổi. Vậy, ê. Beteraba cả nhà này. Đây củ dên này. Tao này. Bảy, nè, củ dên này, nhanh lớn nhở, ta grande rápido. Não, vou receber esse dois, ajudar com do Mativaldo, do filho do que no Matilho. Mình hôm nay xin hai củ dên này về để cho cháu Mativaldo cả nhá, cái này bổ máu, cái này bổ máu, nên là cái này mình sẽ xin hai củ này về để cho cháu Mativaldo cả nhá. Cũng thông báo mọi người là cháu Mativaldo thì bây giờ cũng đã đỡ rồi, sức khỏe đã ổn định rồi. Đấy, bây giờ thì chỉ có cũng đang phải tiêm, bởi là cháu bị giống như hiện tượng là bị sụt rễ đấy cả nhà. Nên là cái này để hỗ trợ cho cháu sức khỏe, máu. Thứ nhất mà em Matilo thì hôm nay cũng vào bản với mình, nhưng mà đi xe máy để mà vào đấy để mấy bản để đưa thức ăn cho mấy bản, nên là em đi xe máy vào. Đấy, nhưng mà sợ trời mưa nên là mình bảo em về trước đi. Đấy, còn lại là nửa mấy anh em thì về xe ô tô thì nó đỡ, không sợ mưa. Đấy, em mặc tin lối thì về trước đây cả nhà. Mà é grande já, rápido já. Esse também já grande. Não, fica só. Đây mọi người thấy không? Cái củ dền ấy, nếu mà cánh tạc mà đúng thời điểm ấy, đúng cái thời kỳ ấy, thì cũng cho kết quả rất là tuyệt luôn. Đấy, cũng rất là mịn mạn ấy. Quả này, quả to thật, củ to thật. Xin lỗi mọi người, củ không phải quả. Mình người nhổ có hai cây mà củ to thật. Đây mấy cây này củ to đấy. Đây thưởng ngô mấy ngày nào mình cùng các em bên đời nông nghiệp này, vừa mới bọn này, vừa mới bọn đàm này. Đấy, bọn thúc đàm lần 1 mà bây giờ này. Đây, xanh mướt đây cả nhá. Em Antonio pode filmar um pouco assim, depois tudo vai ver. Gira um pouco assim. Đây, mình đang nhờ em cameraman quay một tí ở trên này để cho mọi người thấy là cái vườn nông nghiệp của bạn. À, vườn nông nghiệp số 1. À, nông trại số 1 của bản Cam Bình Nga là đấy, ngô một màu xanh mượt ngô luôn. Hy vọng là cái sản lượng ở đấy là sẽ cho một cái sản lượng cực tốt luôn đấy, nguồn lương thực cho người dân. Còn bên này thì quả ứng luôn cả nhà, bên này thì quả ứng luôn này, không còn gì để có thể để ấy nữa, để mà phải xói xẹt này. Đây vườn ngô bên này thì quả tuyệt vời đây.
Đấy, chuẩn bị hiện tượng trổ đông đây. Đấy, có hiện tượng trổ đông đây. Đấy, thân ngô mập mập tuyệt vời luôn. Aquí. À, đây bonito. Tuyệt đẹp. À, thì cũng có nhiều bạn comment thì thực tế thì mình ở chỗ nào mà nông trại nào làm tốt hay là làm chưa đạt thì mình đều nói về mọi người hết. Chỗ nào là mình làm, nếu mà bản thân mình làm chưa tốt thì mình sẽ nhận lỗi. À, mình sẽ nhận lỗi là do thiếu sót của mình. Còn những chỗ, những bản nào, những cái nông trại nào mà lỗi của người dân thì mình cũng sẽ nói là cái đấy là cái gì? Thứ nhất là do mình thiếu sót của mình, thứ hai là do người dân đấy thực sự không có trách nhiệm trong công việc. Còn riêng bản cá Bình A La thì mình chẳng có gì phải để chê trách cả. À, bởi là ở đấy thì đổi nông nghiệp thì cũng con số cũng rất là khiêm tốn. Mà nhờ có bác trưởng thôn đồng hành cùng mình đấy, và các em thì cũng là đang còn trẻ đấy, nhưng mà các em nắm bắt và tiếp thu công việc rất là tốt đấy, không có gì để chê trách cả. Đấy, mọi người cũng thấy rồi đấy, tại vì sao mà mình chăm lo cái bản cá Bình A La nhiều hơn những bản khác, tại đó là cái lý do chính đáng nhất đấy. Mọi người làm việc rất tốt nên là mình sẽ cố gắng hết sức để phù mọi người, để giúp đỡ mọi người để mà cái nông trại nó phát triển tốt, xanh tốt. Đấy, sau này để những cái bản làng khác sẽ nhìn vào đấy làm cái tấm gương, ở đấy sẽ là tấm gương cho những bản làng khác soi vào đấy cả nhà, đúng không ạ? Đấy, em cameraman lại quay này, đổ bắp thối rồi luôn, nhìn nghiền luôn cả nhà. Đấy, ngô tốt này, đổ bắp quả này, quả sái triệu này, quả sái triệu này, này quả này, đây này, đây quả này, quả triệu canh này, đấy tuyệt vời luôn. Nhưng mà quả ra thì mình sẽ để làm ấy cả nhá, làm rộng cho vụ sau đấy, tuyệt vời. Một màu xanh tuyệt vời luôn. Já tá quase cheio. Vai meter no carro. Mesmo chuva não vem, vamos acabar. Mas chuva vem, vamos esperar pouco. Trời thì đang hiện tượng mưa điện đấy cả nhá. Antonio, này, quay bên này cho mọi người thấy đi. Bên đằng kia thì mưa đã gần đến nơi đấy cả nhá. Không biết có mưa tới. Vai chega aí. Muito, um pouco, né? Ah, tá bom. Então continue quando chuva bater, vou fugir um pouco. Quando chuva vai passar, vou continuar aqui. Ah, em mình cũng có nói với bác trưởng thôn mà các em thì sẽ là tiến hành thu hoạch tiếp. Lúc nào mà mưa tới nơi thì sẽ vào lán nghỉ một lúc. Đấy, khi nào mà mưa quá thì sẽ tiến hành thu hoạch tiếp cả nhá. Đấy, phải hơn một sọt cả nhá, đầu bắp. Thì nói chung là cái sản lượng thì nó cũng đang còn khiêm tốn. Bởi là cái này thì mình cũng là lần đầu tiên mình trồng thử nghiệm cả nhá. Đấy, đầu tay đấy, nên là cũng chưa dám mạo hiểm. Thứ nhất là để xem cái thị trường này. Thứ hai là xem cái sản lượng như thế nào với thị trường như thế nào. Đấy, xem nếu mà cái thị trường mà nó ổn định, với lại là cho cái gọi là giá trị kinh tế cao. À, thì sẽ là tiếp tục là mở rộng mô hình này. À, còn nếu mà sản lượng nhưng mà cái giá trị kinh tế thấp thì có thể là mình sẽ dừng lại để chuyển cánh về một cái trồng khác chẳng hạn, kiểu như vậy đó cả nhà. Esse não? Esse já tá duro, né? Também duro? Está duro. No. Está duro, né? Agora aqui. Aquele não? Aí já está duro.
Como desa paso. Agora aqui. Se já tá pronto. Tá bom, o duro. Tá bom, cota. Já acabou, pai? Ah, e vamos lá. Ok, cả nhá. Thì bây giờ đã thu hoạch xong đầu bắp rồi cả nhá. Hết trời cũng vừa mưa tới luôn nên là video ngày hôm nay mình xin kết thúc tại đây. Các bạn thấy nghĩa thì cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh Thế Nhân Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Tôi phải là chào các bạn nhé. Chào các bạn.